lại là một tình huống phạm lỗi nữa của Ngọc Đức, và trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ, và đó là chiếc thẻ đỏ. Đây rõ ràng là một tình huống không đáng có của Ngọc Đức. Chúng tôi đã nhắc đến thái độ thi đấu của cầu thủ này. Trong một tình huống rất không cần thiết thì Ngọc Đức đã không giữ được bình tĩnh.